Trên con đường trở thành bậc thầy huấn luyện Pokemon thì chắc chắn ngoài những Pokemon ta bắt được là điều kiện cần, các nhà huấn luyện phải thu thập những vật phẩm giúp chuyến hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất trở nên dễ thở hơn. Vật phẩm càng hiếm thì càng có giá trị cao trong thế giới của mấy con quái vật huyền bí này. Vậy thì trong những chuyến phiêu lưu trên cả hơn 9 vùng đất thì đã có những vật phẩm nào khiến chúng ta lên bờ xuống ruộng đâm ngang hông mới có được, và quá trình thu thập tụi nó khó khăn tới mức nào? Hãy cùng điểm qua trong video lần này. Và đây sẽ là tín hiệu vũ trụ cho hơn 70% những bạn nào vẫn còn đắn đo, chần chừ, sẽ nhấn nút đăng ký và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo mà tôi ra mắt trong thời gian sắp tới nhé. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Đầu tiên đó chính là vật phẩm Strange Souvenir trong Pokemon XE. Vật phẩm này chỉ có thể có được khi chúng ta nói chuyện với một du khách du lịch bụi 4 lần trong 7 khách sạn ngẫu nhiên khác nhau của vùng Kalos. Đúng rồi, chỗ nào có khách sạn mà vô gặp ổng xong nói chuyện đủ 4 lần thì ổng sẽ cho chúng ta phần quà lưu niệm này. Theo tôi tìm hiểu, ở vùng Kalos có 7 khách sạn, trong đó thì mỗi khách sạn chúng ta sẽ gặp ngẫu nhiên một trong 7 người, và chỉ có một vị khách du lịch bụi mà chúng ta cần gặp, và gặp được người đó 4 lần. Với cái chuyện nhức đầu như thế này thì tôi cho một con AI làm toán thử, ra khoảng đâu đó là 0.92%, một tỷ lệ cũng khá nhỏ vì chưa tới 1% thành công. Rồi nếu thành công gặp được anh trai này 4 lần thì sao? Thì ổng bảo là ổng có được vật phẩm này từ một vùng đất cách xa vùng Kalos, và khi nhìn vào hình thù của nó, không quá khó để chúng ta liên tưởng đến văn hóa thần linh ở vùng Alola. Và đây chính xác là nhiệm vụ ẩn để Game Freak tiết lộ về vùng đất tiếp theo vào thời điểm đó. Ngay cả khi Pokemon X và Y ra mắt thì họ cũng đã lên kế hoạch cho vùng Alola rồi. Thành ra thì vật phẩm này đòi hỏi người chơi phải chịu khó đi hết mấy cái khách sạn, sao mà gặp được anh NPC đi du lịch bụi này 4 lần thì mới có thông tin đôi chút về vùng đất tiếp theo. Còn về công dụng của vật phẩm này thì không có làm được gì ngoài việc đem bán và được giá cao hết. Với lại thì qua thế hệ 7 vùng Alola, vật phẩm Strange Souvenir này lại được bán tràn lan luôn, chứ không còn hiếm có khó tìm như ở trên 6 nữa rồi. Vì nơi sản xuất dễ tìm hơn hàng nhập khẩu là đúng rồi. Trong thế hệ 3, ngoài Ruby và Sapphire, chúng ta còn có sự trở lại của tựa game remake Fire Red, Leaf Green của thế hệ 1. Thời đó thì không có kẹo tăng kinh nghiệm, nên việc lên level cho Pokemon hồi đó cực kỳ khó khăn. Thành ra thì trang bị Lucky Egg sẽ là một giải pháp cứu cánh rất hiệu quả cho Pokemon của bạn nếu muốn đi game nhẹ nhàng hơn, vì nó sẽ tăng 150% điểm kinh nghiệm so với con số Pokemon bình thường hay nhận. Nhưng khổ nỗi là quả trứng may mắn này cũng phải dành cho những ai may mắn cơ, vì thời đó nó chỉ có thể được tìm thấy khi chúng ta bắt Chansey, và chỉ có 5% trong số những con Chansey mà chúng ta bắt là có giữ quả trứng may mắn này. Nhưng khổ cái nữa, tụi Chansey của tựa game này chỉ có thể tìm được trong Safari Zone, không phải cứ đi vào bụi cỏ là gặp được Chansey liền, và bạn chỉ có 1% duy nhất gặp được Chansey, và 5% trong 1% đó mới có thể có trứng may mắn, tức là tỷ lệ bạn có được quả trứng này sẽ là 1/2000. Đúng là tỷ lệ vẫn chưa bằng việc săn shiny, nhưng mà thôi, thời gian đi săn quả trứng này thì để lên cấp Pokemon thì chắc là còn hợp lý hơn nhiều. Những tựa game sau này thì vật phẩm vẫn được giữ bởi 5% Chansey, nhưng Chansey giờ đây lại không quá khó để bắt nữa. Và ít nhất trong chuyến hành trình của chúng ta sẽ có chỗ cho bạn một quả Lucky Egg để bạn có thể luyện level dễ dàng hơn. Vì vậy nó khiến cho quả trứng may mắn thời Pokemon Fire Red Leaf Green là quả trứng may mắn khó sở hữu nhất trong lịch sử phát hành của Pokemon. Tiếp theo, đó chính là Trò Thiên, Sacred Ash trong Pokemon Gold và Silver của thế hệ 2. Tôi cũng không biết tỷ lệ tính của nó là bao nhiêu nữa, nhưng mà các bạn có thể tính sau khi nghe tôi giải thích. Trò Thiên hay còn gọi là Sacred Ash là vật phẩm gắn liền với Pokemon huyền thoại Ho-Oh. Mỗi khi bắt được Ho-Oh thì 100% nó sẽ mang theo vật phẩm này bên người. Tác dụng của vật phẩm này là hồi phục lại toàn bộ sinh lực hay là trạng thái xấu cho Pokemon đã bị bất tỉnh. Dù là nói cứ bắt được Ho-Oh là sẽ có, nhưng quan trọng là thế hệ 2, ai chơi bản Gold thì mới có thể bắt được Ho-Oh, chứ ai chơi bản Silver thì coi như là nhịn. Lugia thì không có vật phẩm nào gắn liền mang theo bên người cả, nên cũng hơi thiệt thòi cho người chơi bên bản Silver. Đã vậy thì một bản game chỉ có duy nhất một vật phẩm này cho toàn bộ chuyến hành trình, mà hồi sinh một lần cho một Pokemon thì nó biến mất. Thành ra để đánh giá công dụng có tương đương với độ hiếm không thì Master Ball thời đó vẫn đáng giá hơn cái thứ này rất là nhiều. Còn nếu mà tính tỷ lệ thì tôi cũng không biết tính sao nữa. Có thể bạn sẽ có 100% khả năng sở hữu được vật phẩm này, hoặc là bạn không có cửa để sở hữu vật phẩm này trong game nếu không có ai đó cho bạn. Và tiếp theo thì đó là trứng Manaphy trong Pokemon Diamond and Pearl. Rồi, nếu các bạn đã xem qua những video về những Pokemon huyền thoại khó sở hữu nhất thì chắc chắn là còn nhớ đến việc sở hữu Manaphy khó khăn cỡ nào. Các bạn muốn xem chi tiết hơn thì tôi sẽ để link bên góc bên phải màn hình. Còn ở đây, chúng ta sẽ nói sơ sơ là muốn có được Manaphy trong thế hệ 4 trong Pokemon Diamond and Pearl thì trước tiên ta phải ấp nở quả trứng của nó. Mà quả trứng này
Muốn sở hữu thì bạn phải hoàn thành hết cốt truyện và nội dung của tựa game spin-off Pokemon Ranger. Một tựa game spin-off cực kỳ hay, cho nên là thôi chuyện rườm rà bỏ qua cũng được. Sau khi hoàn thành game thì chúng ta sẽ có một nhiệm vụ ẩn là bạn đi bảo vệ quả trứng Manaphy. Làm xong nhiệm vụ đó thì lấy cái máy Nintendo có tựa game Pokemon Ranger vừa chơi kết nối với là một máy Nintendo đang chơi Pokemon Diamond and Pearl rồi chuyển nó qua. Tức là giờ đây bạn cần có hai cái máy với hai bản game. Một bên là Pokemon Diamond and Pearl, một bên là Pokemon Ranger. Tới khúc này mới tức ói máu nè. Ai mà nhà có điều kiện hay là có bạn bè thì dễ thở hơn rất nhiều. Chứ ai mà không biết trước rồi chơi cái game này một mình, tốn tiền mua game Pokemon Ranger, xong không chuyển qua được thì có mà đi lên núi chữa lành gấp. Cho nên là quá rườm rà và tốn công, mà còn có khi là không có được quả trứng này. Thành ra thì tuy chả có tỷ lệ nào, nhưng độ khó thì phải nói là trời đánh so với cái thời điểm đó. Và tiếp theo chúng ta sẽ nói đến vật phẩm của thế hệ 7. Dễ mà thấy nhất là những vật phẩm được giới thiệu lần đầu trong thế hệ của chúng sẽ là những vật phẩm mà ta nói để kiếm được chắc ta phải truyền khoảng 5-6 thùng nước biển. Như là vật phẩm Gold Border Cap được giới thiệu lần đầu vào thế hệ 7, bản game Pokemon Sun and Moon. Qua mấy thế hệ sau thì nó không còn khó kinh khủng như vậy nữa. Và công dụng của vật phẩm này là giúp tăng chỉ số sức mạnh cá nhân cho Pokemon. Mỗi Pokemon được sinh ra đều có hai chỉ số quy định sức mạnh là EVs và IVs. Nói dễ hiểu thì EVs là chỉ số có thể thay đổi được thông qua quá trình luyện tập, đánh nhau với Pokemon khác hoặc là cho tụi nó ăn 1/6 lọ vitamin tương ứng với 6 chỉ số cơ bản của Pokemon. IVs tôi gọi là chỉ số cá nhân và là chỉ số trước đây, ý là từ thế hệ 6 trở về trước, là chỉ số không thể nào thay đổi được. Mỗi Pokemon được sinh ra từ trứng hay là xuất hiện trong bụi cỏ đều có các chỉ số IVs khác nhau. Đứa thì được cái này, đứa thì được cái kia. Dù là cùng một Pokemon và cùng một level thì các chỉ số của tụi nó cũng khác nhau. Tất cả là phụ thuộc vào chỉ số IVs này hết. Những Pokemon hoàn hảo là những Pokemon có chỉ số IVs tối đa là 31, ứng với lại 6 chỉ số cơ bản của chúng. Hoặc là thọt những chỗ cần thọt, tùy vai trò của Pokemon đó, nhưng vẫn phải là các chỉ số tối đa 31 điểm. Trước đây thì để có được một Pokemon hoàn hảo là rất cực. Vì bạn chỉ có thể có được cá thể mạnh nhất thông qua việc ấp trứng, mà phải cho nở hàng trăm hàng ngàn quả trứng mới có được một Pokemon có chỉ số IVs hoàn hảo để đem chúng đi chiến đấu. Sinh ra một Pokemon hoàn hảo đã khó, mà ai còn muốn tham vọng đem Shiny đi đánh nhau thì coi như là cả năm trời mới có được 6 Pokemon ưng ý. Thành ra hồi trước, rất ít thấy những Pokemon Shiny trong các trận đấu giải là vậy. Nhưng rồi, Gen 7 đã cứu rỗi toàn bộ người chơi. Khi chỉ số bấy lâu nay sinh sao để vậy, thì chúng ta đã có hai vật phẩm Borocap và Gold Borocap như là hai lá bùa đổi mệnh cho các Pokemon chúng ta yêu quý. Không cần phải ngồi ấp cả hàng ngàn quả trứng. Trong khi đó thì nắp chai bạc giúp cho bạn tăng tối đa một chỉ số mà bạn muốn. Còn Gold Border Cap thì tăng tối đa đồng thời 6 chỉ số cho Pokemon đó luôn. Mỗi cái đều có công dụng nhất định. Nhưng do khả năng tăng một lúc 6 chỉ số của mình mà Gold Border Cap lại khó kiếm hơn bao giờ hết trong thế hệ 7 này. Bạn phải xây xổ số. Vâng, đúng rồi, là quay xổ số đúng nghĩa. Một ngày bạn quay được một lần thôi. Và tỷ lệ để trúng độc đắc đã khó, mà giải độc đắc còn có 3 vật phẩm khác nhau là Master Ball, Big Nugget và Gold Border Cap. Tỷ lệ trúng độc đắc được Gold Border Cap lại được chia nhỏ làm 3. Với sự hên xui may rủi mà một ngày mới quay được một lần thì thật sự không ai rảnh rỗi mà đi săn cái nắp chai vàng này trong thế hệ 7 hết. Thà người ta săn nắp chai bạc thì nhiều khi còn có tác dụng hơn. Và tiếp đến, chúng ta sẽ đến với một tỷ lệ khó nhằn hơn là 1/10,923. Tôi đang nói về việc lấy được Litchi Berry ở Mirage Island trong Pokemon Ruby và Sapphire. Nó thú thật thì tôi chỉ bắt đầu chơi Pokemon từ Gen 4 trở đi thôi, chứ ba thế hệ trước thì chưa có cơ hội trải nghiệm. Remake của tụi nó thì tôi có trải nghiệm rồi, nhưng bản game gốc thì vẫn chưa. Mấy bản game remake thì cũng loại bỏ đi một số cái khá là hay ho của mấy tựa game gốc, đặc biệt là việc đi mò mẫm để hái cho bằng được quả Litchi Berry trong bản game Pokemon Ruby và Sapphire. Phải nói là cái bản game này có rất nhiều cái đánh đố người chơi, như là chuyện đi bắt bộ ba Regi, tôi cũng có nói trong video về những huyền thoại khó bắt nhất. Xong rồi đi bắt Mew, rồi bây giờ là việc đi hái quả mộng trên một hòn đảo biệt lập, nhưng lúc ẩn lúc hiện, tùy vào điều kiện thời tiết. Nói hiện hồi tôi tưởng tôi đang đi săn kho báu One Piece không đó trời. Hòn đảo này là một hòn đảo kỳ lạ, nằm ở đường biển 130. Trên đảo thì chỉ có duy nhất loài Wynos xuất hiện. Và cái vụ thời tiết nói cho khoa học vậy thôi chứ đồ họa của Gen 3, ban ngày thì như ban đêm, trời mưa như trời nắng. Trừ mấy cảnh đặc biệt có Kyogre thì còn mưa một tí. Mà hòn đảo này mỗi ngày sẽ thay đổi ngẫu nhiên, theo thuật toán của nó thì rất phức tạp, tôi cũng chả hiểu nổi. Và nếu con số đó trùng khớp với một thông số của Pokemon trong đội hình của bạn thì hòn đảo sẽ xuất hiện. Mà thông số của Pokemon đó theo dữ liệu sẽ phụ thuộc vào đặc tính, giới tính, các chỉ số tấn công, phòng thủ mà ta nói rất là phiền phức.
Nói chung chung thì tỷ lệ trùng khớp là 1/10.923 đó, còn thấp hơn cả tỷ lệ săn shiny thông thường là 1/8.192 nữa. Thành ra cái vụ thời tiết không phải là lý do chính, mà là dựa vào vận may. Trước khi ta muốn đến Mirage Island thì ta phải nói chuyện với một ông lão. Khi nào ông nói, ồ, hôm nay ta đã thấy hòn đảo Mirage Island, thì đồng nghĩa với việc dữ liệu đã trùng khớp, và lúc đó ta có thể tự tin bơi ra biển và kiếm đảo được rồi. Nghe thì rất là dễ, nhưng mà với tỷ lệ 1/10.923 này thì tôi không biết là đến bao giờ chúng ta mới có thể nhìn thấy được hòn đảo. Và với tất cả sự khó khăn may rủi đó, đổi lại chúng ta sẽ hái được một quả lychee berry duy nhất. Muốn hái nó nữa thì đợi sổ số lần sau. Vậy loại quả này có gì đặc biệt? Nếu nó cực kỳ hiếm và khó người tiếp cận như vậy, chắc hẳn nó phải có công dụng gì ghê gớm lắm. Trong chiến đấu thì nó tăng một bậc công vật lý cho Pokemon nếu sinh lực bị giảm đến còn 1/4, tức là máu đỏ. Nguy kịch lắm rồi thì mới tăng được một bậc công vật lý, nhưng mà cũng không phải là công dụng duy nhất. Thời gian 3 thì những quả mọng rất hiếm và khó thu thập với số lượng lớn, vì chúng còn có tác dụng làm tăng chỉ số sắc đẹp cho các Pokemon trong cuộc thi Pokemon Contest. Mà Pokemon nổi tiếng thời đó là Feebas, khi tất cả chỉ số sắc đẹp của nó được tối đa thì nó sẽ tiến hóa thành Milotic, Pokemon vừa đẹp vừa mạnh thời điểm đó. Những phân khúc quả berry hiếm sẽ có tỷ lệ tạo ra thức ăn tăng chỉ số sắc đẹp cao hơn, và lychee berry là quả mọng có khả năng tạo ra thức ăn cao cấp nhất, dùng để tăng chỉ số sắc đẹp cho Feebas để nó tiến hóa thành Milotic. Theo tìm hiểu của tôi thì đó là lý do khiến cho quả này khó tìm đến như vậy. Còn lý do nào khác mà tôi bỏ qua, những nhà huấn luyện nào đã từng chơi Gen 3 hãy cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Chúng ta sẽ qua đến vật phẩm khó sở hữu cuối cùng. Quấn đi quẩn lại thì chúng ta vẫn vòng về công cuộc hái quả mọng trong thế hệ 3, Ruby và Sapphire cùng với Emerald. Sao mà cái thế hệ này có nhiều cái khó dữ vậy trời. Quả mọng khó kiếm tiếp theo đó chính là Starberry. Này là tôi lục lọi tìm kiếm tư liệu chứ chưa thực sự trải nghiệm nha, nhưng cũng thấy khá là hãi hùng đó. Chuẩn bị tinh thần chưa? Bạn phải đạt được tất cả 7 huy chương vàng trong thử thách chiến đấu Battle Frontier. Battle Frontier có 7 thủ lĩnh tương ứng với 7 nhà thi đấu. Mỗi nhà thi đấu sẽ có kiểu chiến đấu khác nhau, nhưng chung quy là cái nhà thi đấu nào bạn cũng phải được huy chương bạc rồi đánh tiếp mới được huy chương vàng. Tôi sẽ nói từng cái trước. Ở khu vực Battle Tower thì bạn sẽ phải thắng 35 trận liên tiếp. Trận 36 đánh thắng thủ lĩnh thì đạt được một huy chương bạc. Xong huy chương bạc rồi bạn đánh tiếp thêm 70 trận nữa. Đến trận thứ 71 gặp thủ lĩnh với hai Pokemon huyền thoại là Raikou và Latios. Nếu mà bạn thắng mà sẽ được một huy chương vàng. Có thể nói tòa này là tòa tốn thời gian của bạn nhiều nhất. Ở tòa Battle Factory thì không dùng Pokemon của bạn nữa, mà xài Pokemon được cho ngẫu nhiên. Chi tiết hơn thì hơi dài, nhưng mà bạn có thể thuê ngẫu nhiên 3 trong 6 Pokemon chỗ này cho bạn, và bạn còn chọn được một Pokemon của đối thủ bạn vừa đánh để thay đổi đội hình nữa. Cứ đánh đến khi bạn thắng 21 trận thì trận thứ 22 sẽ gặp thủ lĩnh, và bạn thắng nữa thì sẽ được một huy chương bạc. Xong rồi bạn đánh tiếp 42 trận, trận thứ 43 gặp thủ lĩnh thì được huy chương vàng thứ hai. Qua khu vực chiến đấu thứ 3 là tòa Battle Dome thì bạn sẽ tham gia một giải đấu loại trừ. Thay vì dùng 3 Pokemon như hai cái kia thì giờ đây bạn chỉ xài 2 Pokemon mà thôi. Thắng 5 trận thì đánh thủ lĩnh rồi lấy huy chương bạc. Thắng thêm 10 trận thì trận thứ 11 và bạn thắng nữa thì sẽ được huy chương vàng thứ 3. Và đây cũng là tòa Battle Frontier đỡ tốn thời gian nhất trong 7 tòa. Xong 3 cái huy hiệu rồi thì chúng ta sẽ đến tòa Battle Pyramid. Tòa kim tự tháp này là một kiểu thách thức leo lên đỉnh. Tuy nhiên thì khi bạn vào trong đây, mọi thứ sẽ tối đen và không thấy đường đi. Mỗi khi mò thấy một ô vuông xanh thì bạn sẽ được dịch chuyển lên tầng tiếp theo. Nghe thì dễ, nhưng mà vấn đề là ở đây bạn bị che hết tầm nhìn, và item hồi máu của bạn cũng chỉ có được bằng cách nhặt trên đường đi. Gặp trainer và Pokemon hoang dã, bạn có thể đánh hoặc là chạy. Nhưng đánh thắng thì tầm nhìn của bạn sẽ được mở rộng ra thêm một chút để dễ tìm thấy item hồi máu hơn và đỡ lanh quanh để gặp mấy Pokemon hoang dã. Vì càng lên cao thì Pokemon và trainer dọc đường càng khó, nên đến tầng thứ 21 thì bạn sẽ đánh với Brandon với 3 Pokemon của ổng đều là 3 con Regie. Thắng được thì có được huy chương bạc, và tôi phải nói là 3 con này khó đánh lắm luôn á. Xong làm lại, lên được đỉnh nóc kịch trần của tầng thứ 70 thì bạn sẽ đánh với ổng lần nữa, và lần này sẽ là bộ ba thần điểu vùng Kanto. Phải nói đây chắc là thủ lĩnh khó đánh và khó chịu nhất từng chạm trán. Không chuẩn bị 3 Pokemon từ đầu thì rất dễ sẽ thua ngay từ cái huy chương bạc. Nếu tính toán ok thì bạn sẽ có 4 huy chương vàng. Ở chỗ tòa nhà có hình Survivor khổng lồ, bạn sẽ vượt qua những căn phòng với việc không biết bên trong căn phòng có gì. Có thể là một trận đấu, có thể là những Pokemon hoang dã, cũng có thể là những NPC hồi máu cho Pokemon của bạn. Khi đi qua được 21 trận thắng hoặc là những căn phòng thì chúng ta sẽ đánh với thủ lĩnh và giành được huy chương bạc. Qua được 140 căn phòng thì bạn sẽ đánh với thủ lĩnh lần nữa để có được huy chương vàng thứ 5. Một căn phòng không quá lâu nên độ khó cũng tương đối. Pokemon thủ lĩnh thì cũng không quá mạnh nên cái này cũng đỡ khổ hơn một chút. Khu vực Battle Arena thì cũng tương tự như việc đánh nhau, mà luật thì cũng hơi dài nên tôi nhờ bạn nào có kinh qua chuyện này rồi hãy chia sẻ phần bình luận bên dưới cho mọi người ha. Thắng được 27 trận thì gặp thủ lĩnh và chiến thắng thì được huy chương bạc.
thắng được 56 trận liên tiếp thì trận thứ 57, nếu bạn thắng bạn sẽ được huy chương vàng thứ 6. Pokemon thủ lĩnh ở đây thì cũng không quá đáng sợ như là Brandon, nên cũng dễ thở hơn một chút đi. Và tòa cuối cùng, đánh quá trời quá đất, riết tôi cũng không biết tôi đang nói gì luôn. Ở tòa cuối cùng thì bạn cho não mình nghỉ ngơi được rồi đó. Bạn chỉ cần chuẩn bị một bộ chiêu thức công thủ phù hợp, vì lúc này trong tòa Battle Palace chỉ có hai lựa chọn cho bạn thôi, một là đánh, hai là thoát. Chọn đánh thì Pokemon cả hai bên sẽ tự động đánh nhau, bạn ngồi nhìn thôi. Chiêu thức nó muốn tung ra gì kệ nó, cho dù nó có chung chiêu không được thông minh cho lắm thì bạn cũng phải nhìn thôi. Tất cả đều là ngẫu nhiên, nhưng nếu thắng được 21 trận liên tiếp thì sẽ gặp thủ lĩnh. Đánh thủ lĩnh thì bạn cũng chỉ ngồi nhìn hệ thống đánh thôi chứ bạn không có làm gì được. Vậy mà nếu bạn thắng thì bạn sẽ có huy chương bạc. Đánh thắng 42 trận liên tiếp thì trận thứ 43 sẽ gặp thủ lĩnh một lần nữa. Và nếu bạn may mắn thì bạn sẽ nhận được 7 huy chương vàng. Nói chung thì tòa này phần may mắn ở bạn khá nhiều, và bạn chỉ có thể kiểm soát bộ chiêu thức ngay từ lúc đầu mà thôi. Và sau bao nhiêu sự trầy da tróc vảy đánh lên bờ xuống ruộng không biết ngày mai vậy đó, 7 huy chương vàng của bạn sẽ được đổi lại một phần thưởng, đó là một quả Star Berry. Xài xong hết. Bạn hỏi tôi là công dụng của quả này là gì? Nó cứu thế giới hay là gọi ra một Pokemon huyền thoại mạnh mẽ nhất thế kỷ gì không? Thì nó sẽ tăng hai bậc chỉ số ngẫu nhiên cho Pokemon khi mà máu bị hạ xuống 25%. Vâng, đánh đổi tất cả để được một quả Berry tăng chỉ số ngẫu nhiên. Thì tôi cũng không biết họ làm khó cần chơi vậy làm chi. Nhiều khi tôi thấy lấy được 7 huy chương vàng là dừng lại được rồi đó, là thấy xứng đáng rồi đó. Chứ lấy quả này sau đó chỉ tổ tức ói máu thôi. Và thế là tôi đã điểm qua những trang bị mà tôi nghĩ là khó sở hữu nhất trong các tựa game Pokemon. Thế các bạn thì còn trang bị nào khó sở hữu nữa? Hãy cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!